Các bạn thấy cái hũ dưa món của mình không? Hấp dẫn lắm các bạn. Đây mình làm trong vòng 5 ngày đấy các bạn. Rất là giòn. Vậy mời các bạn cùng vào bếp với Mai Châu mình làm cái dưa món này nha các bạn. Xin chào các bạn, xin chào cô chú. Hôm nay Mai Châu chia sẻ dưa cải muối chua. Không cần giấm nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Ở đây mình có 3 bắp cải này các bạn. Cải thì mình mua tùy, mình muốn nhiều muốn ít gì là tùy mình nha các bạn. Ở đây có 3 bắp cải. Và ở đây mình có muối, muối hạt đó các bạn. Các bạn 3 bắp cải các bạn cứ làm 1 lít nước như vậy. Mình đông 1 lít nước là 1 muỗng muối, muỗng canh ăn phở nha các bạn. Và 3 muỗng đường. Đây là đường các bạn. Còn bây giờ mình cân là 3 lít nước thì mình cân là 65 gram các bạn này, 65 gram muối nè các bạn. Còn 9 muỗng đường á, muỗng ăn phở thì mình cân là nặng là 187 gram. Đây các bạn. Hai cái này các bạn cho vào nồi và nấu nha các bạn. Mình nấu sôi, mình để cho nguội. Còn cái cải này á có 3 lít nước này. Đó, mình đông 3 lít nước. 3 lít nước thì 3 muỗng canh muối, muối ăn này, muối này muối hạt đó các bạn. Hoặc là 65 gram mình cân rồi, 65 gram. Này 9 muỗng đường nè các bạn. Các bạn muốn ăn ngọt thì các bạn cho 3 muỗng 1 lít. Mà các bạn muốn ăn mà không ngọt á, thì 2 muỗng 1 lít nước nha các bạn. Cái này mình cân là 3 muỗng này, con bé mình nó thích ăn ngọt. Nên mình cho vô đây là 3 muỗng là 3 lít nước là 9 muỗng này. Mà mình cứ muỗng 187 gram cho vào đây. Đó. Các bạn vặn lò lên và nấu cho sôi. Để nguội nha bạn, sôi xong mình để thật nguội mình mới bỏ vào nha các bạn. Khuấy cho nó tan. Người miền Nam á, thì thích ăn ngọt ngọt, người miền Trung á, thì thích ăn mặn mặn. Cho nên là tùy theo các bạn nha, cái lượng muối và lượng đường nha. Ở đây là mình cho là 1 lít nước, 1 muỗng canh muối ăn phở, cái muỗng ăn phở các bạn. 1 muỗng canh đó và 3 muỗng đường, tại bé mình thích ăn ngọt. Các bạn khuấy cho đều, sôi, tắt lửa để nguội. Giờ mình để cho sôi nha các bạn. Tan rồi mình để cho sôi. Mình vặn cái nhiệt độ của lò là thấp nhất ở trong mỗi nhà. Có một cái nhiệt độ nhiều khi là 170, nhiều khi là 150. Các bạn thấy không? Đây nè, đó. Thì mình vặn 150 độ ép nha các bạn. Mình để bếp, mình để cho cái lò nóng. Lò nóng cái mình bỏ cái dưa cải mình vào. Mình làm cho có cái độ mà nóng á các bạn, để cho cái cải nó khô. Mình không có nắng ở đây, ở Mỹ hiện tại bây giờ rất là lạnh. Mình làm cái cách này, còn Việt Nam mình có nắng thì mình phơi. Khi lò nóng á các bạn tắt lò. Các bạn cho cải vào. Rồi các bạn để nó sưởi ấm như vậy đó. Khi nào các bạn thấy khô, mình nghĩ khoảng 3 tiếng đồng hồ á, rồi các bạn lấy ra, các bạn rửa nha. Bây giờ mình bỏ vào lò rồi nè các bạn này. Đó, mình bỏ vào rồi nè các bạn này. Đó, mình làm nắng, làm nóng bằng cái nhiệt độ của cái lò nha các bạn. Tại trời bên này rất là lạnh. Các bạn, đó các bạn thấy không? Mình ở trong lò này nè. Giờ mình đem ra, mình rửa nha các bạn. Đó, mấy bắp cải này. Đó, nó héo rồi, các bạn thấy nó héo không? Đó, mình đem ra mình rửa. Đó, ở trong lò đây các bạn. Mình tắt cái lò,
cái lò này, rồi đây qua đây. Bây giờ các bạn này thì mình rửa sao khô khi mình cho bỏ vào lò để mình làm cho nó khô qua đó nó. Bây giờ mình rửa từng bắp cải nha các bạn. Cái này là ngon lắm các bạn. Thì cỏ sạch các bạn nha. Mình để nó ráo. Rồi mình sẽ cắt. Nhà mình có bé thích ăn lắm các bạn. Bé thích ăn ngọt ngọt cho nên mình làm 3 muỗng đường đó. Các bạn làm tùy theo mình cho mình nha. Nhà mình phải làm tách tách vậy đó. Mình cắt theo cái mình ăn bao nhiêu thì mình cắt nhỏ nhỏ vậy các bạn. Rồi mình để cho nó ráo. Còn mấy cái phần này á thì mình cắt bớt đi. Cái nào nó héo quá thì mình cắt mình dục. Mình ăn bao nhiêu mình cắt. Các bạn cứ cắt nhỏ 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 vậy đó. Mình để ráo cái mình bỏ vô cái hũ trong cái keo á. Mình thích cái lá này để mình làm nè các bạn. Cái lá này để mình nấu canh á các bạn, mình nấu canh chua á, ngon lắm các bạn. Còn cái nào mà nó héo quá, nó cải quá thì mình cắt bớt mình bỏ. Mình chỉ lấy cái cọng này nè, cái cọng này ngon lắm các bạn. Cắt bớt cái lá này đi, bỏ.
Cứ như vậy các bạn cắt hết cái cải này nha. Cứ cắt như vậy rồi mình để cho ráo. Rồi mình bỏ vô keo nha các bạn. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn rửa sạch sau khi mà mình đem từ trong lò ra thì mình sẽ đi rửa. Mình rửa xong rồi mình cắt nhỏ nhỏ giống như vậy đó các bạn. Rồi mình để cho ráo. Cho ráo rồi mình để bỏ ngược vậy vào lò lại. Mình bật trên lò lên 150 độ F. Mình để lò cho nóng. Rồi mình tắt lò nha các bạn. Rồi mình bỏ cái này vào overnight. Là nó sẽ khô giống như vậy đó các bạn. Đó. Giờ bây giờ sáng rồi mình bỏ vào hũ. Bây giờ mình bỏ tất cả cái dưa này vào nha các bạn. Những cái kỹ như các bạn, những chặt vào. Cái này là cái dư mình bỏ vào hũ khác. Đây mình làm xong một khay rồi nha các bạn. Các bạn thấy cái hũ này đó. Ở đây cái nước này mình đã nấu rồi nè các bạn. Giờ mình để nguội rồi mình bỏ vào. Đây mình nấu là 3 lít nước. Mình có giữ mấy cái này mà khi mình mua mấy mắm rồi đó các bạn, thì mình nhận nó xuống để cho nó ém. Đó, ém vào. Ém chặt vào. Các bạn có mấy cái muỗng nhựa này các bạn. Mấy cái muỗng này nè. Các bạn ém vô. Đó các bạn dần xuống. Nó rất là mà ấy các bạn. Cái muỗng nhựa này là làm sướng lắm. Đó các bạn thấy không. Chặt này đó. Như vậy là chặt. Mình lấy mấy cái muỗng nhựa. Các bạn có muỗng nhựa các bạn bỏ vào. Các bạn thấy rõ không? Ừ, mình để cho các bạn nhìn. Đó, mình làm muỗng nhựa này nó chặt lắm các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình đậy nắp. Giờ mình đậy nắp các bạn nha. Mình để mua đến bên này thì lạnh để khoảng 4 ngày 5 ngày á là dưa nó sẽ chín, nó vàng. Chào cô chú, chào các bạn. Hôm nay là cái dưa cải của mình đã được rồi đó các bạn. Sau 5 ngày các bạn thấy không? Vàng và đẹp mà giòn lắm các bạn. Mời các bạn thưởng thức nha.
có nghe cái tiếng giòn của dưa không các bạn? Rất là giòn các bạn. Mình làm công thức này là mình bỏ 3 muỗng đường. Nếu các bạn không ăn ngọt á, các bạn bỏ 2 muỗng đường thôi nha các bạn. Tại con bé của mình nó thích ăn ngọt cho nên mình bỏ 3 muỗng đường. 1 lít nước, 3 muỗng đường, 1 muỗng muối. Mà nếu các bạn không có ăn đó, con bé mình đang quay mà nó chạy tới nó bắt vậy đó cô chú. Thấy không? Nó ghiền cái dưa chua này mức độ như vậy luôn cô chú, nó không nhịn được. Đang quay mà nó xin ăn luôn á. I read it 10 out of 10. Nó các bạn nghe cái tiếng giòn nó kêu crunchy đó. Mong rằng các bạn thương yêu cái kênh của Mai Châu Family USA thì các bạn cho Mai Châu một comment, một like và một chia sẻ nha các bạn. Mong rằng các bạn hãy nhấn kênh và đăng ký kênh của mình luôn nha các bạn. Và chúc các bạn một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Cô chú.